Chào anh em đang xem video nha. Hôm nay xe máy cày bị trượt xuống nha mọi người. Từ trên đồi đến dốc kìa. Cái này bị gãy cái cầu trước luôn này. Hiện tại đang chờ xe máy cày kia đi kéo nha. Xe máy cày kia đi kéo, kéo xe này. Bên trước gãy luôn, cầu trước gãy luôn nè mọi người. Ủa quá. Kìa, rất là dốc á, mà đường cua nữa mà bị trượt số mất lái á. Mọi người chú ý đóng xe nha. Này, anh em đang xem rất là đông đây. Quay thêm một tầm. Ngắn ôm hè. Mọi người hãy đón xem xe này, xe kéo xe này nha. Đầu tiên là kéo cái ra mốc. Đây, hồi nãy nó úi ngay chỗ này này. Tới đây nó dừng lại tới cái cầu. Rồi gãy cái cầu trước luôn. Gãy bên trước luôn. Này cũng gãy luôn này. Kéo cái rơ móc này lên trên dốc luôn nha mọi người. Tại vì chỗ này không có đường để cho chiếc xe khác nó đi ra đi vô á. Kéo lên trên đồi luôn. Cạo xíu.
rất là nguy hiểm nha mọi người, hơn là không thiệt hại, không bị về người nha. Cái này nói chung là may mắn. Đây là chỗ chiếc vấn đề nha mọi người. Vấn đề không có kéo này, không biết để ở nhà làm cái gì. Hãy lôi ra cái chiếc vấn đề kéo xe này mới được. Bữa nào chắc thuê xe này đi quay video. Hơn hả? Chúng ta cùng nhau đón xem. Lát nữa mấy cây sẽ kéo cái đầu này nè. Mình bơi bình thường mà. Bạn này, cô ơi. Đúng rồi ạ. Để nó kéo vào đây với thân. Cầu đâu dính mà. Cái dụ lắm á, nó cứ rung chị ạ. Đẹp quá đấy. Không phải được đi ai là đi mà cài nhô xe kịp lao thấy bây giờ rồi rồi hẹn bữa nữa tao bị bữa chút đồ bằng ăn hơi lắm ăn bữa rồi đi chạy đi ai đông thầm mày mày
Cả tương đối mận. Vẽ là 100%. Làm sao biết được là làm cho nó quả cái đầu này lấy bà lan tới nó lên. Bà Lan cần gì mấy đứa bây giờ anh em tập trung lên là được à. Giờ chút xíu thôi chứ còn cái này móc vô cái remote kìa. Đầu này móc vô remote kìa. Kéo bình thường có gì đâu bà Lan. Ta đây. Chơi đâu là. Ôi, vui đắc lắc khiêng xe bình thường. Tiếp tục không biết gì nữa. Không biết anh có sợ anh trong không ạ? Ôi biên on nhỉ, quả đó biên là cho chết em rồi mày. Biên rồi về. Sao nó dồn dồn qua cái dồn dồn lại. Chưa cho được bố gì hết. Rồi lùi mấy cây đi. Đôi mừng quăng bằng chuông anh. À, số đã đăng rất là tươi rất là. Mấy ai nữa. Ô bên phi chặt âm thể. Bôi lợ xoài hả? Bôi lợ. Ơ tại nó đẻ trò. Lư bôi lên. Nhớ rồi kìa. Mời. Mày cho bị gãy cái đuôi nữa chứ. Gãy cái đuôi rồi. Chạy hết nhất này mọi người. Chạy tập lung tạt trong này kìa. Tạt rồi bên này. Tạt rồi bên này. Tạt rồi bên này. Lắc lắc lông lắm. Bắt
mới đó anh thơ mà anh to ngạ thịt đã làm hết thế là bơ lên hè bơ bơ gì vậy cơ bơ đâu bất hơi lắm bất hơi bất hơi con đâu biết đâu mà tôi bây giờ con đâu biết không cả trong cái luôn cái lóc cầu sau rồi này thấy chưa chạy luôn chạy nhớ một video mình xin khép lại tại đây cho mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Nhớ xem video, đăng ký kênh rồi nhấn chuông để nhận video mới nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo nha.